Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 8 tháng 9 năm 2022, và theo âm lịch hôm nay là ngày 13 tháng 8 năm Nhâm Dần. Ngày này là ngày Giáp Tý, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần, và ngày hôm nay là ngày Hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Mão Quang, giờ Đinh Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Câu Trận, giờ Giáp Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Chủ Tước. Về ngũ hành niên mệnh Hải Trung Kim ngày Giáp Tý tức chi sinh can, nghĩa là thủy sinh cho mộc, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Hải Trung Kim kỷ tuổi Mậu Ngọ Nhâm Ngọ ngày thuộc hành kim khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi Mậu Tuất nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày Tý lục hợp với Sửu, tam hợp với Thìn và Thân thành thủy cục, xung với Ngọ hình Mão, Hại Mùi, Phá Dậu và Tuyệt Tỵ. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Mậu Ngọ, Nhâm Ngọ, Canh Dần, Canh Thân, tuổi xung trong tháng tuổi Tân Mão, Ất Mão. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Phúc tốt mọi việc, sao Thiên Quan tốt mọi việc, sao Nguyệt Không tốt cho việc sửa chữa nhà cửa, đặt giường, sao Dân Nhật thời Đức tốt mọi việc, sao Thiên Ân tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Thiên Lại xấu mọi việc, sao Tiểu Hao xấu về giao dịch mua bán cầu tài lộc, sao Lục Bất Thành xấu đối với xây dựng, sao Hà Khôi xấu mọi việc nhất là khởi công động thổ xây dựng, sao Vạn Vong kỵ về xuất hành cưới hỏi. Và đặc biệt ngày 8 tháng 9 năm 2022 tức là ngày 13 tháng 8 năm Nhâm Dần, ngày này là ngày Vạn Vong, cũng là ngày Tam Nương Sát, xấu kỵ về khai trương, xuất hành, cưới hỏi, sửa chữa hay là cất nhà. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Đông Bắc, tài thần hướng Đông Nam. Và sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 8 tháng 9 năm 2022. Mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Tử vi tuổi Tý thứ năm ngày 8 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tý bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có kiếp tài gây rối. Điều này sẽ làm cho bạn dễ gặp phải những rắc rối trong công việc của mình ngày hôm nay. Với bạn tuổi Tý có thể sẽ phải chịu sự ganh ghét hoặc là nghi ngờ của những người đồng nghiệp. Tuy nhiên, với bạn không nên quá nóng giận mà cứ sự mất đi sự bình tĩnh nhé. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý, bạn hãy chứng minh cho mọi người thấy sự trong sạch của mình bằng thái độ thẳng thắn và sự chăm chỉ trong công việc. Với những điều mà bạn đã và đang và sẽ làm sẽ được thực tế chứng minh, và ai đã nghi ngờ bạn sẽ cảm thấy có lỗi với bạn mà thôi. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý lại đang gặp ngày có thủy khí vượng, điều này làm cho bạn cần phải chú ý giữ gìn về sức khỏe của mình. Đặc biệt là các bệnh về xương khớp ở người già và những người làm ở văn phòng. Với bạn tuổi Tý, hãy làm việc vừa sức của mình, đồng thời cần phải chăm chỉ vận động chứ đừng có ngồi một chỗ quá lâu, kẻo lại ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của mình nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh Kim, đắc tội với kẻ tiểu nhân, sự nghiệp gặp nhiều trắc trở. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh Thủy, chịu sự nghi ngờ, ganh ghét của đồng nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, làm tốt nhiệm vụ của mình sẽ không sợ bị hạ bệ. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh Thổ,
nên tăng cường vận động, tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc, hãy để cho thực tế chứng minh giá trị của bản thân mình. Về đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 29, số 73, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Thân, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Sửu thứ năm ngày mùng 8 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Sửu bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội phù trợ. Điều này sẽ giúp cho công việc của bạn trong ngày hôm nay tiến triển vô cùng là suôn sẻ. Với bạn tuổi Sửu, nhờ vào kinh nghiệm tích lũy từ trước tới nay và bản lĩnh đã dày dạn sẽ giúp cho bạn có thể tự mình giải quyết được những vấn đề khó khăn mà mình đang gặp phải. Nhờ vậy mà bạn thường được mọi người tin tưởng và giao cho những công việc quan trọng nữa. May mắn hơn, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu, mối quan hệ xã giao của bạn có được sự hài hòa. Điều này cũng sẽ giúp cho bạn có thể gặp được vận quý nhân hoặc là người có cùng chí hướng với mình. Và nếu như đủ tin tưởng vào đối phương thì đôi bên có thể nhanh chóng bắt tay vào hợp tác để có thể cùng thu lợi nhuận cao hơn gấp bội lần nữa nhé. Đáng tiếc là về phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Điều này nhắc nhở bạn cần phải quan tâm tới gia đình của mình nhiều hơn. Với bạn tuổi Sửu, bạn chớ nên dồn toàn bộ thời gian và tâm huyết của mình cho sự nghiệp mà bỏ mặc những người thân thiết nhất của mình. Tình cảm mới là điều quan trọng nhất đối với mọi người trong cuộc sống của chúng ta nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim, công việc tiến triển được suôn sẻ, thuận lợi dù có gặp phải vấn đề gì đi chăng nữa. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy, được người đi trước giúp đỡ, giải quyết được những vấn đề khó khăn. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa, gặp được người có cùng chí hướng nên hợp tác làm việc chung. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ, gặt hái được nhiều thành công rất đáng ngưỡng mộ. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc, bớt thời gian làm việc, quan tâm tới nửa kia của mình nhiều hơn. Và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 23, số 74, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ năm ngày mùng 8 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Dần bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thực thần phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bạn rất dễ phát tài trong ngày hôm nay, nhất là đối với những ai làm nghề tự do, kinh doanh, buôn bán, đã cố gắng trong suốt khoảng thời gian dài vừa qua. Với bạn sẽ được hưởng thành quả lao động xứng đáng với những gì mà mình đã bỏ ra nhé. Với bạn tuổi Dần, bạn tính hài hước, rộng rãi chính là nguyên nhân khiến cho bạn được nhiều người yêu mến và bạn cũng dễ gây được ấn tượng tốt đẹp ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên. Và trong ngày hôm nay cũng là ngày thích hợp để cho bạn mở rộng các mối quan hệ, tìm kiếm đối tác trong tương lai cho mình nữa. Với bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho mộc vượng. Điều này cho thấy với bạn là người biết chăm lo cho gia đình, luôn chủ động giúp đỡ các công việc ở nhà, và bạn hiểu rõ ràng được rằng cả hai vợ chồng đều phải có trách nhiệm trong việc xây dựng một gia đình hạnh phúc nữa rồi nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh Thủy, nhận được tiền lương từ các công việc làm tự do. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa, có được cơ hội phát tài bằng chính khả năng của mình. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh Thổ, dễ tạo được ấn tượng tốt đẹp với những người khác và xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh Mộc, biết chăm sóc và vun vén cho gia đình. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh Kim, có trách nhiệm với người thân của mình. Về đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 98, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ,
màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu xanh da trời. Quý nhân phù trợ tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ năm ngày mùng 8 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Mão bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực lên vận trình của bạn trong ngày hôm nay, khiến cho bạn rất dễ gây mất lòng người khác. Với bạn tuổi Mão, bạn đừng có biến mình trở thành một kẻ kiêu ngạo và chủ quan, không muốn lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người khác mà chỉ thích làm theo ý của mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão, nếu như bạn muốn nhận xét hay là phê bình một ai đó và bạn là người lãnh đạo thì bạn nên tìm cách diễn đạt nhẹ nhàng, uyển chuyển hơn. Với những lời góp ý tế nhị thường khiến cho mọi người dễ tiếp thu và sửa đổi hơn là những lời trách móc gay gắt hoặc là những hình phạt nặng nề nhát. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho Mộc Phượng. Điều này sẽ giúp cho bạn đang có được một người vợ hoặc là người chồng rất tâm lý, luôn sẵn sàng để lắng nghe và tâm sự và tha thứ cho những lỗi lầm của bạn. Vì vậy, nếu như có vấn đề gì khó khăn với bạn tuổi Mão, nên trò chuyện với người ấy để cho cả hai người cùng thảo luận và tìm ra cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lý nhất có thể nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh Thủy dễ gây mất lòng người khác vì không chú ý tới cách diễn đạt của mình. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa coi thường ý kiến của mọi người, khăng khăng với quan điểm cá nhân. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ cần phải chú ý cách ăn nói và cư xử, đừng gây tổn thương cho người khác. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc có tài nhưng cần phải khiêm tốn hơn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, vợ chồng tâm lý và thấu hiểu, hãy cùng tâm sự để tìm ra cách giải quyết vấn đề hợp tình hợp lý nhất. Và đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 94, giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh nước biển, quý nhân phù trợ tuổi Dần, tuổi Thìn, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ năm ngày mùng 8 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Thìn bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp thân Tý Thìn trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn cảm thấy hăng hái mỗi khi bắt tay vào làm bất kỳ công việc gì. Và thậm chí dù thách thức có ở ngay trước mắt cũng chẳng làm cho bạn chùn bước. Với bạn tuổi Thìn biết đây là thời điểm để cho mình ghi điểm trong mắt mọi người nữa rồi. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thìn, bạn lại mắc phải cái bệnh là cả thèm chóng chán, cho nên không có thể trở thành được người lãnh đạo tin tưởng. Mà bạn tuổi Thìn hãy nhớ rằng nếu như muốn thành công thì làm việc gì bạn cũng nên cố gắng, kiên trì cho đến cùng, chớ có bỏ dở công việc giữa chừng để cho người khác phải thu dọn hậu quả mà bạn gây ra nhé. Ngày thứ năm này, bạn tuổi Thìn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Điều này cho thấy với những bất ổn trong mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia và mỗi khi có vấn đề gì xảy ra, bạn thường trở nên nóng nảy, không muốn tin theo những lời giải thích của đối phương. Và bạn tuổi Thìn, bạn đừng có để cho mối quan hệ tình cảm giữa đôi bên ngày một xa cách vì lối hành xử của mình như vậy nhé. Về câu quyết cho bà tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh Hỏa hăng hái mỗi khi bắt tay vào công việc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh Thổ làm việc theo cảm hứng nhất thời, không duy trì được sự kiên trì. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh Mộc nên rèn luyện bản tính kiên trì, chớ có bỏ cuộc giữa chừng. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh Kim, mối quan hệ vợ chồng không hòa hợp cho lắm. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy, không nên vội tin theo những lời của người ngoài, hãy học cách lắng nghe. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 12, số 70, giờ tốt từ 23 giờ đến 1 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám,
quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Mão, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ năm ngày 8 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tỵ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có thiên tài nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho tình hình tài lộc của bạn trong ngày hôm nay có được nhiều điểm sáng. Với bạn tuổi Tỵ, bạn có thể sẽ phát tài nhanh chóng nhờ vào các công việc làm thêm hoặc là ngành nghề tay trái. Một số người sẽ có được cơ may, trúng số, trúng thưởng làm cho mọi người cảm thấy ngưỡng mộ về bạn nữa. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tỵ trong ngày này, không nên nảy sinh tâm lý, há miệng chờ sung chỉ vì một lần kiếm tiền do may mắn. Muốn phát triển bền vững thì bạn cần phải là một người ham học hỏi dựa vào chính công sức, năng lực của mình. Không nên mong chờ đồng tiền từ trên trời rơi xuống được mãi mãi nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ lại đang gặp ngày có thủy khắc với họ. Điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn và người ấy lại dần trở nên lạnh nhạt. Và nếu như những khúc mắc giữa hai bạn không được tháo gỡ thì đôi bên sẽ ngày càng xa cách hơn. Và đây chính là cơ hội để cho kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm giữa hai người nữa. Về câu quyết cho bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa nhận được tiền lương, tiền thưởng do có được sự may mắn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, thận trọng trong công việc, chớ nên phụ thuộc vào vận may. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, hãy cố gắng làm mọi việc dựa trên chính sức của mình. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, quan tâm hơn tới gia đình của mình, đừng có để cho tình cảm nhạt phai. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, nhận ra những điểm còn thiếu sót của bản thân. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 26, số 73, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ năm ngày 8 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Ngọ bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang cảm thấy trôi qua một ngày thật là uể oải và chẳng có chút vui vẻ nào, tức là bạn đang lãng phí thời gian do ảnh hưởng bởi cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu gây ra. Và trong ngày này, thay vì bận bù với công việc thì tại sao bạn không cho phép mình được nghỉ ngơi, thư giãn một chút để lấy lại năng lượng, và nhờ thế mà mỗi phút giây trôi qua sẽ thực sự là ý nghĩa cho bạn nữa. Và trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn đang có được một ngày rủng rỉnh tiền bạc trong tay. Với bạn tuổi Ngọ, dùng tiền bạc để xoa dịu những sự uể oải, chán nản của mình, bạn có thể thay bằng việc đi dạo một chút cho tinh thần được thư giãn, thay vì phung phí tiền bạc một cách thiếu tính toán, thiếu khoa học nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ lại đang gặp ngày có họa thủy xung khắc. Điều này cũng sẽ khiến cho sức khỏe của những ai đang có sẵn mệnh nền có phần bị giảm sút, và có thể bạn đang quá chủ quan, không quan tâm đúng mực tới vấn đề về sức khỏe của mình. Bạn đừng có bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể đang cố gắng báo hiệu cho bạn sớm cải thiện sức khỏe hiện tại nữa rồi đó nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh kim sẽ bất đồng ý kiến với nửa kia. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy không nên nóng nảy nói lời tổn thương người khác. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh hỏa hãy chủ động làm hòa khi có mâu thuẫn nổ ra. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh thổ, sự nghiệp có những bước phát triển tích cực. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh mộc, hãy nắm bắt lấy cơ hội thuộc về mình. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 62, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ năm ngày 8 tháng 9 năm 2022.
Với bạn tuổi Mùi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành Tý Mùi tương hại. Điều này nhắc nhở bạn tuổi Mùi để những vấn đề rắc rối ở nơi công sở không làm ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình của mình thì bạn cần phải có sự phân định rạch ròi và rõ ràng trong ngày hôm nay. Và dù sao, ngày này xong xuôi công việc, bạn đừng mang việc về nhà nữa, hãy dành thời gian để ở bên người thân yêu của mình nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bà tuổi Mùi lại đang gặp ngày có thổ thủy xung khắc, điều này làm cho bạn chỉ muốn tập trung cho công việc của mình nên không để tâm tới chuyện tình cảm cá nhân cho lắm. May mà mối quan hệ tình cảm hiện tại của bạn vẫn giữ được sự ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để cho bạn chú tâm để làm việc nữa rồi nhé. Xem tử vi cũng cho thấy trong ngày thứ năm này với bà tuổi Mùi lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh, điều này sẽ mang lại cho bạn có được cơ hội để sắp xếp lại cuộc sống của mình sau những ngày bận rộn khi mà công việc của bạn đã được dàn xếp một cách ổn thỏa. Bạn đã chịu áp lực hơn trong những ngày vừa qua nhưng bù lại ngày hôm nay bạn lại được thảnh thơi hơn nhé. Về câu quyết cho bà tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim cần phải cẩn thận, kẻo lại kẻ tiểu nhân xuất hiện mưu tài đoạt lợi. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy chớ nên lơ là, thiếu đi sự tập trung khi bắt tay vào công việc. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa vượt qua thử thách để khẳng định bản thân. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ thực hiện những công việc đã lên kế hoạch từ trước đó. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc giữ vững quan điểm đúng đắn của bản thân mình. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 22, số 73, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu xám, của nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ năm ngày mùng 8 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Thân bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Thân Tý Thìn trợ mệnh. Điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Thân trải qua một ngày đón nhiều tin vui may mắn trong chuyện tình cảm. Trong ngày này, đối với những người đang còn độc thân, sớm tìm thấy được người tâm đầu ý hợp với mình. Và dù thời gian quen nhau chưa lâu nhưng cả hai đã có được cảm giác vô cùng là thân thuộc và thấu hiểu về nhau nữa rồi. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Điều này sẽ hỗ trợ cho những ai làm việc tự do, kinh doanh, buôn bán hoặc là làm những công việc liên quan tới mạng xã hội, bán hàng online sẽ được thuận lợi hơn trước rất nhiều. Với bạn tuổi Thân, bạn hãy tập trung để cải thiện về tình hình tài chính khi điều kiện đang được thuận lợi như ở hiện tại nhé. Cùng với đó, vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh. Điều này sẽ mang tới một số điều kiện thuận lợi cho những người đang còn độc thân có được những buổi hẹn hò lãng mạn, thú vị và đầy ý nghĩa. Những cặp đôi hứa hẹn sẽ có được buổi tối lãng mạn bên nhau, tận hưởng thời gian rảnh rỗi hiếm có trong tuần này nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy đối mặt với tiểu nhân dễ vướng vào những rắc rối. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa hãy giữ bình tĩnh khi đối diện với khó khăn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ chứng minh bản thân mình bằng những hành động thực tế. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc nửa kia thấu hiểu và biết chia sẻ. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim tâm sự với nửa kia nếu như gặp phải vấn đề khó khăn. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 84, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ năm ngày mùng 8 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Dậu bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung Tý Ngọ Mão Dậu, điều này làm cho bạn đang có điềm báo
trải qua một ngày, rất có thể sẽ gặp phải những sự cố nếu như ai đó nói điều gì đó khiến cho bạn cảm thấy khó chịu vì không thể lọt tai, thì bạn hãy gạt họ sang một bên và dành thời gian cho công việc hoặc là gia đình của mình mà cứ giàu nhé. Bạn đừng có để cho họ gây ảnh hưởng tới bạn và cuộc sống vui vẻ của bạn đang cố để có được trong ngày hôm nay. Với bạn thứ Dậu trong ngày này đang có những mong muốn thay đổi trong sự nghiệp thì nhân có được sự hỗ trợ của chính ấn chiếu mệnh, cho nên bạn cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung và bạn có được cơ hội học hỏi nhiều hơn để gia tăng lượng kiến thức và kinh nghiệm cần thiết cho công việc của mình nữa. Vận trình ngày thứ năm này với bạn thứ Dậu cũng đang gặp được ngày có kim sinh cho thủy vượng, điều này sẽ mang tới cho bạn đang có được những tin tốt lành trong chuyện tình cảm. Người độc thân hứa hẹn sẽ có được một ngày vô tình gặp được người tâm đầu ý hợp với mình. Còn đối với những cặp đôi càng ngày càng gia tăng sự gắn kết, đặc biệt là các cặp vợ chồng trẻ nhé. Về câu quý cho bạn thứ Dậu trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh thủy hãy cởi mở với những người tiếp cận với mình. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh hỏa nhận được sự chú ý từ nhiều người khác giới. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ dành sự tin tưởng tuyệt đối cho nửa kia. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh mộc nhận được một khoản tiền xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh kim tiếp tục cố gắng để đạt được thành công hơn nữa. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 28, số 74, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu bạch kim, màu xám, quý nhân phụ trợ tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi tuổi Tuất thứ năm ngày 8 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Tuất bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp ngày có thổ khắc với thủy, điều này sẽ làm cho mối quan hệ xã giao của bạn trong ngày hôm nay không được tốt đẹp như ý muốn. Với bạn tuổi Tuất, bạn chớ nên tin vào những lời dụ dỗ ngôn ngọt từ những người ngoài, bởi có nhiều kẻ giả tạo đang cố gắng tiếp cận với bạn để nhân cơ hội lợi dụng bạn mà thôi. Trong gia đình, ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất, bạn cũng cần phải quan tâm và lắng nghe những suy nghĩ của nửa kia, không nên áp đặt những suy nghĩ của mình và bắt đối phương phải nghe theo. Bạn cần phải hiểu rằng mình không thể là người luôn luôn đúng và có quyền chi phối tất cả mọi việc trong nhà được nhé. Thêm vào đó, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thiên quan chiếu mệnh, và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là chớ nên nóng nảy, chủ động gây mâu thuẫn với kẻ tiểu nhân hoặc là quan lại xấu trong chính quyền. Một điều nhịn là chín điều lành, điều gì có thể cho qua thì nên cho qua vào ngày hôm nay đi bạn tuổi Tuất nhé. Về câu quýt cho bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh hỏa, xung quanh có nhiều kẻ giả tạo, cần phải chú ý giữ khoảng cách. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh thổ, không nên áp đặt những suy nghĩ cho người khác. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh mộc, nên lắng nghe những suy nghĩ của nửa kia. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh kim, nên kiềm chế cơn nóng giận của mình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh thủy, dễ gây mâu thuẫn với kẻ xấu hoặc là người có chức quyền. Về đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 24, số 78, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phụ trợ tuổi Dần, tuổi Ngọ, tuổi Thân. Tử vi tuổi Hợi thứ năm ngày 8 tháng 9 năm 2022. Với bạn tuổi Hợi bước sang ngày thứ năm này, xem tử vi cho thấy bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hội nâng đỡ, điều này sẽ giúp cho bạn tuổi Hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng gây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp, hài hòa. Với bạn tuổi Hợi, bạn vốn là người dễ gần và bạn được nhiều người xung quanh yêu mến và sẵn sàng giúp đỡ cho bạn mỗi khi gặp phải những vấn đề khó khăn và trao cho bạn những cơ hội đáng quý nữa.
May mắn hơn, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi, bạn mệnh quan có thể sẽ có được cơ hội gặp gỡ quý nhân trong ngày hôm nay. Quý nhân sẽ giúp cho bạn đưa ra những sự lựa chọn, giúp cho con đường đi của bạn phù hợp hơn trong tương lai và giải quyết được những vấn đề đang còn tồn đọng một cách nhanh chóng nữa. Tuy nhiên, trong vận trình ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp ngày có thủy khí vượng và lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là phải cần chú ý hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân mình. Với bạn tuổi Hợi, bạn không nên lơ là với những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể cho dù công việc của bạn có đang chất đống đen chăng nữa. Và nếu như cơ thể của bạn đang có dấu hiệu cảnh báo thì bạn cần phải xin phép cơ quan được nghỉ ngơi và thăm khám bác sĩ kịp thời để có biện pháp chữa trị nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa nhận được sự yêu mến của nhiều người, tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ sẵn lòng giúp đỡ người khác khi ai đó gặp phải khó khăn, tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc có được cơ hội gặp được quý nhân giúp đỡ giải quyết được những rắc rối, tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim có phương hướng chính xác cho tương lai của mình, tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy cần phải chú ý tới sức khỏe của bản thân mình nhiều hơn. Về đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ năm này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 36, số 94, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Dần. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.